Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 25 mã vùng trồng. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp 3 mã số vùng trồng, nâng tổng mã số vùng trồng trên địa bàn toàn tỉnh lên 25 mã số. Trong 25 mã số vùng trồng, có 18 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 325 ha và 7 mã số tiêu thụ nội địa với diện tích hơn 70 ha. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục Bảo vệ Thực vật đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt 13 mã số vùng trồng, gồm 12 vùng trồng sầu riêng với diện tích gần 222 ha và một vùng trồng chanh dây với diện tích 11 ha.